Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi, khu đất nhà con ở là do bố mẹ chồng chia cho. Ngày xưa là ao lấp lại nhà xây nhà, lấp lại nhà xây nhà. Từ năm 2001, tức là chắc là đất ao lấp lại để xây nhà từ năm 2001, nói rõ thế thì dễ hơn. Thầy đọc nguyên văn là lấp lại nhà, xây nhà từ năm 2001. Từ khi nhà con ở gặp nhiều sự việc lục đục, bất an. Chồng con thì chơi bời cờ bạc đánh vợ con. Năm 2012, con gái lớn bị dịch tràn mật, chữa rất tốn tiền. Năm 2015, con trai lớn sinh năm 1993 bị tai nạn ảnh hưởng não. Nay thần kinh không bình thường, hay phải đi viện. Con trai bé sinh năm 2001, lấy vợ rồi mà vẫn chơi bời. Vợ chồng đang lục đục 3 tháng trước. Con là trụ cột chính trong gia đình, lại bị ngã vỡ bánh chè, tức là vỡ bánh chè đầu gối. Nay vẫn chưa khỏi. Con có đi hỏi thì bố chồng con bảo ngày trước ông nội chồng con có lấy đá ở đình mà trong thời chiến tranh được dùng làm phòng mổ cho thương bệnh binh về để lấp ao. Con đi xem thầy bảo có nhiều đá xanh, đi xem thấy bảo có nhiều đá xanh. Phải đào, phải đào bỏ đi. Con có nhờ máy xúc đào bới bỏ, nhưng còn sót, nhưng còn sát móng nhà nên không hết được. Có ông hàng xóm tiếc nhặt về thì vợ bị điên, nói nhảm là lấy ở đâu phải trả về đấy. Sau sợ quá phải mang bỏ. Có thầy lại bảo con phải làm lễ mở phủ cho con trai lớn mới hết điên. Cháu chưa lấy vợ, tức là cháu con trai lớn hết khoảng 40 đến 50 triệu. Con không có tiền nhưng cũng rất lo lắng. Nay con được biết đến chùa Khai Nguyên qua những phần vấn đáp trả lời của thầy, và con đã về dự pháp hội Địa Tạng 3 ngày từ hôm mùng 7 tháng 6 này để tụng kinh và sám hối Phật. Con mong thầy giải đáp cho con xem cách nào cho đất nhà con được yên ổn, gia đình con được thuận hòa mà không tốn tiền mở phủ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Phật tử hường Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam. Có câu hỏi về vấn đề tâm linh ở trong gia đình. Nói rằng bố mẹ cho cái ao để lấp đi làm nhà. Từ khi làm nhà thì nhà cửa rất là lục đục. 2-3 đứa con. 2 đứa lớn thì bệnh tật điên khùng. Có đứa út lấy vợ thì suốt ngày cũng cờ bạc rượu chè, vợ chồng lại lục đục mấy tháng nay. Chồng thì cũng suốt ngày cờ bạc, đấy là rượu chè thôi, nói là suốt ngày rượu chè rồi đánh vợ chửi con. Phật tử này là lao động chính trong gia đình, nhưng vừa qua lại ngã lại vỡ bánh chè, tức là đầu gối. Cái bánh chè tức là cái xương đầu gối chân đó, cho nên chưa khỏi hẳn. Đi xem thì họ bảo là nhà có nhiều đá xanh. Hỏi ông nội thì ông nội mới bảo là trước đây trong cái giai đoạn mà cách mạng văn hóa phá đình phá chùa đó, thì có lấy về thời trước ông nội chứ, thời trước ông nội trồng, tức là ông nội của chồng
có lấy đá về, đá đình, đá chùa về để gì? Thời chiến tranh về dùng làm phòng mổ cho thương bệnh binh. Rồi về để làm gì đây? Rồi về để lấp ao. Cái đá ở đình ở chùa, tức là đá ở cột, đá tảng ở đình ở chùa, lấy về làm cái, chắc là dựng cái phòng mổ cho thương bệnh binh, thì xong đó chắc hết chiến tranh mà cái thì lại đem cái đá đó về để lấp ao. Xin thưa các quý vị, cái này hình như thầy cũng kể một câu chuyện là ông Phật tử ở nhà mình đến chùa Tản Viên đấy đấy, dòng họ ở dưới Hữu Bằng, dưới Thạch Thất đó. Đấy cũng lục đà lục đục. Ông mà đi xem ông thầy ở đâu, người ta mới nói rất là rõ, ở trong ao có cái cối đá, mà cối đá này chính là cối đá của gì? Của đình chùa ngày xưa họ giã gạo. Thì đem về ngày xưa là đem về để kê làm cái bậc lên, bậc bước lên nhà, ngày xưa nhà cổ mà. Bậc bước lên nhà, xong khi mà xây nhà mới thì đem lấp ao, thì đem lại bỏ cái cối đá đó cho xuống cái ao, xong là con cháu nó lấp, mà may chưa làm nhà, nó mới chỉ có trồng cây trồng cối thôi. Cái lục đà lục đục suốt thì ông Phật tử ông lên chùa Tản Viên ông hỏi thầy đấy, về cả họ nhà con bây giờ cứ lục đục như thế. Tự nhiên anh em lại rất yêu, rất quý nhau. Nhưng mà tự nhiên một cái đang có khi lại cãi nhau, lại từ mặt nhau. Mấy hôm sau thì lại đâu vào đấy, cái kiểu nó thế. Nó cứ làm xảy ra cái chuyện nó ngoài ý muốn. Bà đi xem thì họ bảo là trong đất ở trong nhà sâu lắm, có cái hoàn đá lấy của đình của chùa ngày xưa, bây giờ phải đem trả lại cho đình cho chùa mới được. Thế mà lấp cả cái ao, đến cả xào, hai xào đến 500-600 mét vuông, bây giờ biết cái ao nó ở đâu, biết hoàn đá ở đâu. Mà cái ao mà ngày xưa sâu đến 3 mét, hơn 3 mét, gần 4 mét, bây giờ mà múc thì phải múc đến ít nhất cũng phải 3 mét, 3 mét rưỡi như thế thì mới gặp được. Thế thầy bảo thôi, nếu mà người ta về hỏi lại các cụ xem, các cụ bô lão ở trong làng, các cụ trưởng họ, các cụ trong họ xem có cái chuyện đấy không. Thế trong hàng xóm láng giềng và các cụ bảo là có. Đúng ngày xưa cái nhà ông ngày xưa khoảng độ tầm 30-40 năm trước thì đúng là có cái, đến nhà cổ ngày xưa có cái cối thật. Nhưng mấy cối thì bước lên bước lên để bước vào nhà thật. Các cụ ngày xưa kiểu như là tiết kiệm ấy. Đấy, làm mấy cái cối để bước lên, từ cối to, cối nhỏ, xong cối to dần dần lên vài cối để bước lên để vào nhà thật. Thế mà sau này khi làm nhà không biết là bỏ đi đâu. Xong hỏi các cụ, các con, hỏi cháu thì mới tra ra thì đúng là bỏ xuống ao thật. Nhưng mà bỏ chỗ nào rồi bây giờ không nhớ là bỏ góc nào nữa. Thế thì hỏi ra như thế thì về lại thưa lại với thầy, thì bây giờ theo thầy làm thế nào? Thầy là thôi bây giờ cái tốn kém thì tốn kém vậy, không phải đảo lại cái ao xem ở đâu mà lấy hết những cái cối đó lên mà đem trả ra ra đình, ra chùa, ra miếu mạo, thì bây giờ cũng chả ai dùng nữa, nhưng mà thôi cứ đem ra để đấy, cho để ở trong chùa, gọi là lại trả về trong đình, trong chùa, trong miếu, trong mạo. Ngày xưa lấy ở đâu, ở đình thì trả vào đình, ở đền trả vào đền, ở chùa trả vào chùa. Thế bảo cũng chả nhớ nữa. Thôi chả nhớ thì đâu, ở đấy có chùa, có được mấy cái thì mang ra chùa một nửa, mang ra đình một nửa, cứ để đó cho các cụ trồng cây, hay là các cụ để ở trong, miễn là ở trong đây làm cái lễ ra để trả. Thế là nghe thầy về đào hết xong một cái thì quả thật có cối thật. Xong cũng làm cái lễ, lễ xong một cái, tạ xong một cái thì gia đình họ hàng yên ấm, và đến 7-8 năm nay chả sao nữa cả. Đấy. Mà Phật tử rất quen của nhà mình ở chùa Tản Viên đấy nhé. Còn cái trường hợp này thì bây giờ làm nhà lên rồi nó lại khó. Ai cũng có đào rồi, nhưng mà đào cái phần ấy thôi, còn cái phần móng nhà thì chịu không đào được nữa. Nó khó. Đấy, bây giờ muốn đào thì về bỏ cả cái nhà đi thì tốn kém lắm. 50 triệu làm lễ còn kêu gì? Kêu khó, huống chi làm nhà mấy trăm triệu. Cho nên thôi. Nó cũng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nếu mình có điều kiện thì cũng chẳng ngại gì mà đập bỏ cái nhà đi mà đào lại để làm cho nó sạch. Nhưng mà kinh tế không có mà đập đi thì ở vào đâu? Bao giờ cho làm lại được? Cho dù nhà cấp 4 cũng khó, huống chi là nhà nếu mà 1-2-3 tầng nữa thì lại càng khó nữa. Cho nên thôi, trường hợp này theo thầy thì thầy khuyên thế này.
về thỉnh bộ kinh Địa Tạng về. Ngay sau hôm nay về thì nhất tâm phát nguyện tụng lấy 21 ngày hoặc 100 ngày. Tùy theo, có 3 mốc. Mốc thứ nhất, mốc thấp nhất là 21 ngày. Mốc thứ hai là mốc trung bình, trung trung là 49 ngày. Mốc thứ ba, mốc cao nhất là 100 ngày. Phát nguyện lấy trong cái mốc đó, tùy theo mốc thượng, mốc trung, mốc hạ đó. Thượng thì 100 ngày, trung thì 49 ngày, hạ thì 21 ngày. 21 ngày đấy thì y kinh, y giáo như lời Phật dạy trong kinh là phát nguyện ăn chay trường. Trong nhà cố gắng không được sát sinh. Nếu mà chồng con không ăn chay được, phải ăn thì ra chợ mua cái đồ làm sẵn, gọi là mắt không thấy, tai không nghe, con vật đó chết. Mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi chết, và không gọi điện, không bảo họ dặn để giết, để mổ cho mình, mua mình, mang về mình thịt. Đó gọi là tam tịnh nhục. Không thấy những cái đó gọi là tam tịnh nhục. Tức ra chợ mua đồ làm sẵn, ra chợ thấy gì họ bán thịt đó, mua vài lạng thịt về thì bắt buộc phải dùng cho chồng, cho con, cho gia đình thì có thể. Nhưng mình, riêng mình phát nguyện tụng kinh thì mình không ăn. Nhất định không được ăn. Đánh chết cũng không ăn. Đó. Cho dù bệnh chết cũng không ăn. Đấy mới gọi là phát nguyện gì? Đã phát nguyện 21 ngày thì 21 ngày đấy là gì? Chay trường tuyệt đối. Không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, không ăn kiệu và không ăn hành tây. Không uống rượu, uống bia và những các chất kích thích khác, vân vân. Đó, ăn chay trường, phát nguyện mỗi một ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, chia thành ba thời. Sáng sớm tụng quyển thượng và niệm Phật, buổi trưa hoặc buổi chiều tụng quyển trung và niệm Phật, và buổi tối tụng quyển hạ và niệm Phật. Đấy, chia thành ba thời như thế. Chứ không phải làm một thời hết sạch cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đâu. Đấy, nó chia thời thì mỗi ngày ba thời, mỗi thời một quyển. Như thế cơ. Đấy, phát nguyện 21 ngày cũng được. Xong mỗi một ngày đó thì phải lập cái đàn, bê cái bàn xuân hòa như thế này này, lấy 7 lọ hoa, 7 cái đèn hoặc là 7 cái nến, tức là mỗi thứ 7, 7 lọ hoa, 7 cái đèn hoặc là nến cũng được, tùy, đèn được mà nến được. Nhà mà không có thì mình mua 7 cái đèn dầu, mình thắp đèn dầu hỏa cũng được, không sao, miễn là có đèn. Thắp nến thì cái nến bây giờ sợ nó thắp là gần hết nó hay vỡ cái cốc, nó nguy hiểm, sợ lại cháy nổ vân vân. Cái đèn dầu cũng được, hoặc đèn dầu thơm lưu ly đó thì cũng được, không sao, tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình. Cái trường hợp này thì khuyên miễn là gì, 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là gì, 5 bông hoặc 7 bông, 7 bông một lọ. Lọ hoa to thì có thể là 5 bông. Lọ hoa bé thì có thể là 7 bông một lọ, thì một lọ hoa là được. Đấy, 7 lọ hoa, 7 cái đèn, 7 chén nước, 7 chai nước, cái chai nước La Vi đó. Chai thì để nguyên, còn cái chén thì mình rót ra. Rồi 7 đĩa hoa quả, 7 đĩa bánh kẹo. Cái gì cũng 7. Bánh kẹo cũng được, mà oản đường cũng được, vân vân. Cứ thành tâm, có nghĩa là một loại quả, một loại bánh kẹo. Bởi ban thở ra, chúng ta lập đàn ở nhà thì kinh tế vừa phải thì gọi là có thành tâm, thế là được. Không cứ là phải loại đắt tiền, có là được rồi. Hoa quả có thể rồi, có quả ổi hay quả bưởi hay quả nhãn hay quả gì ở quê cũng được, dâng lên được. Không cứ là cứ phải ra chợ mua quả nó thật đắt, và nhập khẩu Phật mới chứng, không cần phải như thế. Đó, tùy tâm, nó cấu ở tâm thôi. Nhưng mà về nghi thức lập đàn á, thì nó phải có đủ những cái hình thức như thế. Đấy mới gọi là lập đàn. Tức là sao? Hoa 7 lọ, nước 7 chai, nước 7 cốc, đèn 7 cái, quả 7 gì? 7 đĩa, cái đĩa nhỏ nhỏ thôi. Kẹo, bánh kẹo cũng 7 gì? 7 đĩa. Gọi là có, không cứ là phải đổ đắt tiền cao sang. Mình đã lập đàn thì nó phải theo nghi thức đàn tràng, thì nó phải gì? Phải có. Đấy, còn bình thường thì chúng ta tụng vo, tụng chay không thì tụng thế nào cũng được. Nhưng đây là chúng ta vì gì? Vì muốn cầu một cái sự việc lớn, muốn thay đổi một cái gì đó lớn, thì chúng ta cũng phải gì? Xuất phát từ cái
tâm thành thể hiện ra gì? Cái hình tướng bên ngoài, gọi là tâm với tướng nó phải gì? Có cái sự tương ưng với nhau. Cho nên yêu cầu cái lập đàn như thế, các Phật tử chúng ta để cầu một cái gì đó nó đặc biệt thì cũng có thể làm cái phương pháp này. Và chúng ta phát nguyện trong 21 ngày đó, chúng ta chay trường và giữ giới, giữ 5 giới hoặc 10 giới càng tốt. 10 giới tức là thập thiện đó. Chúng ta giữ 10 điều thiện, chúng ta tu được 10 điều thiện hoặc là 5 giới cũng được, trong giai đoạn chúng ta phát nguyện hành trì đó. Tụng kinh xong thì cái chén ở giữa có thể dùng hẳn cả 3 chén đi. 3 chén nước ở giữa đó cho vào cái bát hoặc cái cốc, lấy cái cành ngâu hoặc cành lá rồi chúng ta vẩy từ trên ban thờ ít ít thôi, quan trọng quanh đất cát đó. Và đặc biệt là ở 4 góc nhà hoặc 4 góc ao á, cậy lên một tí gọc, hoặc là gọc nếu mà hết đất rồi thì có thể là cậy cái viên gạch ở 4 góc nhà của mình lên. Mà nhà bên ngoài nó còn đất á, thì mình cho ra 4 cái góc móng bên ngoài á, nó cứ đổ xuống đấy, cho mỗi góc một chén được, cho mỗi góc một chén nước được. 7 chén nước thì dùng lấy 5 chén để đổ, mỗi chén nước cho vào một góc. Đi theo chiều kim đồng hồ, đi từ đàng bên, ví dụ bên tay phải của thầy này, đi từ góc này này, chén thứ nhất ở góc này, lên đến góc này, sang đến góc này, sang đến góc kia, và đổ cho một chén vào trước cái cửa đi ra vào nữa. Nếu mà cậy một viên gạch ở trước ngoài sân, trước cửa ra thì càng tốt. Hoặc đổ bê tông thì khoan khoan nó lên một tí để đổ cái nước đó vào hàng ngày cũng rất là tốt vậy. Đấy, trường hợp mà xử lý cái gì không muốn đào bới lên như thế nó tốn kém tiền của, không có điều kiện thì làm cái phương pháp đó. Và đặc biệt là gì, lúc tụng kinh xong thời khóa nào cũng cầu siêu cho các vong linh, chân linh, anh linh, hương linh còn ở trong cái khu đất đó. Vì khi lấp ao, thường thường lúc lấp ao là chúng ta thường là gì, lười là không thì không bơm nước đi, không bắt hết các cua tôm, cua cá, ốc để phóng sinh đi, thì gọi là chôn sống họ vào đấy. Cũng có nhiều những cái sinh linh nó oán khí, thậm chí là gì, có thể là ở trên cái ao đó có những cái vong linh họ chưa được siêu thoát, trải qua bao cuộc chiến tranh bể dâu, có thể gì ở dưới đó vẫn còn nắm xương, thần thức của họ vẫn coi đó là gì, là thân thể của họ, là ngôi nhà của họ, là nơi ở của họ. Nay chúng ta đem lấp lên, đem ở vào, ở đè lên trên họ, cho nên là cũng có những cái chuyện tâm linh đặc biệt. Hoặc là những cái cối đá, cái gì gì, nhưng lúc Phật tử đang nói đây đó, nó là của đình, của chùa, đình đền miếu mạ chùa chiền, nó như thế họ thờ, họ cúng bao nhiêu năm rồi, nay mình đem về nhà mình lại bỏ xuống đấy. Thì cái trường hợp này thì thêm một cái bước nữa là về cố gắng trong nhà, trong cửa, cố gắng làm ăn nhoan nhấp, đi mua lý một cái bộ đỉnh đồng ấy, bộ đỉnh đồng để ra cúng vào cái chùa, cái đền hoặc cái đình nào đó gần gần khu vực đó. Bây giờ không biết là lấy ở cái đế đá ở đình, ở chùa hay là miếu hay là đền về, không biết nữa, thì thôi cái đền, cái đình, cái miếu, cái chùa nào gần gần đó, ra bạch với các thầy, nếu như là chùa thưa với các cụ, các bà, nếu như là đình, là đền, là miếu thì có các cụ, các thầy từ, các cụ từ hoặc là các thầy họ trông nom ở chỗ cái đền, cái miếu đấy, thì mình xin phép họ trước cúng lấy cái bộ đỉnh. Bộ đỉnh bây giờ nó không nhiều tiền đó các vị. Bộ đỉnh bây giờ nó, bộ đỉnh đồng bây giờ nó cao khoảng độ tầm 40-50 phân, nó chỉ có 7-8 triệu thôi mà. Đó, ngày xưa thì nó phải mấy chục triệu, nhưng bây giờ cung cầu nó cũng bão hòa rồi, cho nên nó chỉ khoảng độ 7-8 triệu thôi là có bộ đỉnh rồi. Còn cái bộ mà khoảng độ tầm 60-70-65-70 đẹp á, thì bây giờ nó đâu 12 hoặc 14-16 triệu gì đó thôi. Nói chung phạm vi kinh tế thầy nghĩ rằng cố gắng nhoan nhấp, thậm chí là vay mượn một chút xíu, mình đi trả cái lễ đó để cho gì? Tâm mình cũng yên. Cái thứ nhất là mình dùng cái pháp gọi là an tâm, mình đã gì? Trả cái lễ đó rồi. Còn hơn là phá cái nhà, xây lại cái nhà nó mấy trăm triệu. Đấy, cho nên là dùng cái pháp an tâm đó
để mình có lễ, có cúng và có gì, có trả nợ. Gọi là có vay, có trộm mà có vay, có lấy thì gì, có trả. Đem cúng cái bộ đỉnh. Cái bộ đỉnh nó gì? Chỉ cho cái sự thịnh vượng. Nó đầy đủ cả tam tài phúc lộc thọ ở trong đó rồi. Cho nên mình cúng dường cái bộ đỉnh đó ra cái đền, cái miếu, cái đình nào đó hoặc cái chùa nào đó ở gần đấy đó, phải ở gần khu vực nhà mình ở nhất nhé, gần gần nhà khu mình đang ở đó. Thế là nhất tâm mà sám hối tụng kinh như thế, thì một thời gian sau thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát cũng sẽ hoan hỷ. Nếu mà ngày xưa đấy là lấy cái cột đá, đế đá của chùa, thì cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo, thủy tử chứng minh, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Già Lam Chân Tể, các ngài cũng hoan hỷ cho các Phật tử, cho người dân họ sám hối. Còn nếu mà lấy của nhà thánh, của đình đền miếu mạo, cũng xin với chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, chư vị thánh linh, thần linh hồn thiêng sông núi, cũng từ bi hoan hỷ đại xá cho con, cho cháu, cho những người dân thời thế, thế thời, thời phải thế. Lúc đó chẳng ai muốn làm những việc đó đâu. Nhưng mà gặp cái lúc đất nước chiến tranh, con người không có thời gian để tìm hiểu, để học, để hỏi, để lễ, để kính. Cho nên mới phạm vào những cái lỗi lầm như thế, thì các ngài cũng hoan hỷ cho con, cho cháu, cho người trần mắt thịt chúng con hai cái từ gì? Đại xá vậy. Dành cho chúng con hai cái từ đại xá để cho gì? Con dân cháu làng, các vị sám hối để gia đình được bình an, mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc. Đấy, trường hợp này xin khuyên như thế, về cứ thế mà làm. Những trường hợp khác mà vấn đề tâm linh nó nặng nề thì cũng có thể dùng cái phương pháp kiến lập đàn tràng tụng kinh địa tạng như vậy. Nếu mà nghi về đất cát nó gì nó hung thì mới dùng cái phương pháp đổ nước cúng xuống những cái nơi bốn góc nhà hoặc là góc đất và một phía đằng trước như thế. Còn không hung về đất thì chỉ cần một chén nước vẩy từ trên ban thờ cho đến hết nhà cửa ra tới ngõ. Còn lại thì mấy chén còn lại cho người thân trong nhà cùng uống, hoặc là nấu cơm cùng ăn, nấu canh cùng ăn, nấu nước cùng uống, thế là được thôi. Đấy. Rồi tụng kinh thì mình xong thời kinh thì cũng cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, âm siêu dương khánh. Cầu gì thì cứ thế mà nói ra. Cho nên bước đầu học Phật mà giống như người đi mới đi học lái xe, không biết thì phải hỏi gì? Hỏi thầy gì? Thầy giáo. Số 1 là cái gì? Số 2 là cái gì? Số 3 là số gì? Số 4 là gì? Số 5 là gì? P là gì? Học xe xe chẳng hạn thì P là gì? R là gì chẳng hạn đấy. R đương nhiên là ký hiệu là số gì? Số lùi, mình chả biết R là gì thì phải hỏi thầy giáo. R là gì? Có nghĩa là đi số lùi. Cho nên lúc đầu mới học Phật, chúng ta nếu mình đang khổ, gia đình mình đang khổ, thì mình cứ thế mà cầu cho nhất tâm, mà cầu cho nó hết gì? Hết khổ. Giống như người mới đi học lái xe không biết thì phải hỏi thầy. Giống như người mới đi học cái chữ, không biết chữ này nó viết thế nào, đọc thế nào thì phải hỏi các thầy, các cô. Đừng có dấu dốt. Hiểu chưa? Đừng có dấu dốt. Chứ đừng có nghe một số những thầy giảng về thiền ấy, giảng cho các Phật tử tu cao rồi, tu lâu rồi, tu sâu rồi, họ bảo là không được cầu cho bản thân mình cái gì. Cầu cho cái gì là vì bản ngã là không tốt. Không phải. Đây là mình thực cầu. Mình đang khổ thì mình thực cầu. Giống như đứa trẻ con nó đói, nó muốn ăn, nó chưa biết gì, chưa biết mẹ ơi con đói, mẹ ơi cho con ăn cơm. Nó đói quá thì nó làm cái gì nhỉ? Ue, ue, ue. Khóc. Thế là mẹ sẽ biết rằng à, chắc nó đói rồi. Thế liền là cho, cho ăn, cho uống. Đấy. Nhá. Cho nên chúng ta đừng có ngại là con nghe một số các thầy giảng và mình tu rồi không được cầu cho bản thân, không được cầu cho gia đình cái gì cả. Các thầy ấy giảng không sai. Các thầy ấy đang giảng cái đó là giảng cho các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị gì tu cao lên rồi.
Còn chúng ta mới chập chững vào đạo giống như đứa trẻ mới sinh, giống như đứa trẻ mới cắp sách đến trường, giống như cái người mới đi học lái xe, vân vân đó. Thì đương nhiên phải gì? Cái gì không biết thì phải hỏi. Nay chúng ta khổ, chúng ta muốn thoát khổ thì chúng ta phải cầu cầu nguyện Tam Bảo thường gia hộ, độ cho tất cả gia đình chúng con được hai chữ bình an. Đấy, chẳng có gì mà sai cả. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, con có câu hỏi xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con với ạ. Con là Trịnh Thị Nhàn ở Hưng Yên. Con có con trai năm nay 17 tuổi, con xin cháu ở Chùa Hương. Chắc là ngày xưa là đi lễ ở Chùa Hương xin về mà có thai, gọi là con cầu tự đó. Do con vô minh nên từ ngày sinh cháu đến nay, con chưa về lễ tạ một lần. Thôi Thầy lễ tạ hộ. Này đấy, thôi ở đời chúng ta biết mà, cũng lắm khi vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh cho nên chúng ta gì, quên đi cái chữ ân nghĩa, ân tình. Chứ cũng không phải là chúng ta xấu đâu, có khi quên đi. Mà chúng ta có khi cũng không nghĩ đấy là gì. Thì thôi, lúc cầu mình cứ cầu, cầu được thì mình nghĩ là thì tại mình đến thời gian nó được thôi. Hoặc là cứ nghĩ là thì cũng thể là nhờ Tam Bảo Phật Pháp tăng gia hộ, nhờ Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, nhờ Đức Chúa Ông Đức Thánh Hiền hộ pháp thiện thần gia hộ mà mình cầu được ước thấy. Nhưng mà vì công ăn việc làm, vì cuộc sống mưu sinh, vì ở xa cho nên chúng ta gì, bỏ bẵng đi, quên đi hết đó. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, vân vân, không nhớ. Nhưng hôm nay biết nói câu này rồi thì thôi, về từ giờ đến dịp tháng 7 Vu Lan này này, thôi thì một ngày nào đó thì cả nhà nên đi, giờ đi Phật tử ở đây là ở đâu, ở Hưng Yên, thì Hưng Yên lên Chùa Hương bây giờ nó đơn giản đấy mà. Với cả nhà 5-6 người, con cháu trong nhà, nhiều thì làm chuyến xe 16 chỗ, ít thì làm chuyến xe 7 chỗ, mà ít nữa thì làm chuyến xe 4 chỗ. Đã mất cả từ Hưng Yên lên Chùa Hương cả đi cả về mất rồi triệu 2 triệu rưỡi tiền xe. Đi tiền đò, tiền giang nữa, mất khoảng độ, nếu về đi 5-6 người thì cũng mất khoảng 1-2 triệu nữa. Cứ cho là cả nhà đi mất khoảng 3-4 triệu. Làm cái lễ thành tâm. Hưng Yên có quà gì nhỉ? Có món gì nhỉ? Có đặc sản là gì? Cái gì? Hưng Yên có cái gì nhỉ? Nhãn á? Lúc đấy có khi hết rồi chứ. Còn không? Bây giờ còn không? Ừ thì đấy, mang đúng cái gì, cái đặc sản của Hưng Yên nhé. Nhà mình có thì về thì cây nhà lá vườn mang lên để cúng Phật, để sám hối, cúng Bồ Tát Quan Âm để sám hối. Vì bao nhiêu 17 năm nay con gì, do mải làm mải ăn, do vô minh quên khuấy nó đi. Nay lên chùa Khai Nguyên được thầy Thịnh, thầy nhắc mà nghe con nghe như là thầy Thịnh ngày xưa do đọc kinh Phật Bà chỗ Ba Chủ Hương mà phát tâm đi tu đấy. Cho nên chắc cũng là gì, chắc cũng có dây mơ dây má là con là cháu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Phật Bà chỗ Ba Chủ Hương đấy. Mà đúng xuất ra trong Chủ Hương, mà chốn tổ Chủ Hương. Cho nên Phật tử này nói vui vui tí cho chúng ta đỡ căng thẳng, đỡ buồn ngủ. Nhưng mà vui, nhưng mà thật đấy, nên gia đình thì nên có cái lễ, và để lễ tạ. Không cần là phải mâm cao cỗ đầy, tiền nhiều chúng ta mới đến. Ở cái tâm đưa các cháu nó vào, bảo là đấy, ngày xưa
Mẹ do hiếm muộn cho nên cầu cúng rồi chữa chạy mãi không sinh được. Vào chùa Hương lễ Phật, lễ Tổ, lễ Bồ Tát Quan Âm mà về có thai sinh được con. Nay mới đủ duyên đưa con với đưa cả gia đình đến là lễ tạ các ngài. Và bảo các con là sau này lớn lên cố gắng chăm ngoan học giỏi, sau này lớn lên đi làm, có công ăn việc làm, có miếng ăn miếng để thì nhớ ít nhất một năm cũng nên đến gì thắp hương lễ tạ nhà ngài, ít nhất cũng lấy một lần hai lần, được hai lần thì đầu năm lễ kính, cuối năm lễ tạ thì càng tốt. Đó. Bằng không thì một năm cố gắng sau này đưa con đưa cháu vào lễ Phật, lễ Tổ, lễ Đức Quán Âm để tri ân, mang mặt đến thôi, đem tâm đến thôi, Phật Bồ Tát hoan hỷ vui mừng lắm rồi, chứ không cứ là phải có mâm cao cỗ đầy. Đó thì Phật tử này nên sớm lo cái việc đó. Hỏi câu hỏi nói nữa, mấy năm nay cháu thường xuyên chơi game, không thích tiếp xúc với mọi người nên con rất lo. Vừa rồi con có đi xem bói, cô đồng nói phải trả lễ tứ phủ và lễ chấn âm, nếu không lễ thì nó là con nhà người, không trả lễ thì người ta sẽ đón đi, nếu không thì sẽ phá phách. Con lo sợ lên đã nhờ cô đồng lễ cho. Thời gian trước khi đi lễ cháu có ham chơi nhưng vẫn giúp con được việc nhà. Nhưng sau khi lễ cháu chỉ ở trong phòng không tiếp xúc với ai. Chưa lễ thì nó còn nó chơi nhưng nó vẫn giúp được cho việc nhà. Lễ tốn cả tiền mà nó bây giờ nó lại chả chơi với ai, nó đóng cửa nó trong nhà thì đây là nguy cơ cao là gì? Nguy cơ cao là bệnh gì? Tự kỷ đó các quý vị. Không ăn cơm cùng gia đình và còn thường nói những lời khó nghe nên con càng lo lắng hơn. Con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con để con được nương theo tu tập ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, trường hợp này thì thôi, về thì cứ đến sớm đi. Làm cái lễ đi cả nhà, làm cái chuyến xe đi vào chùa Hương lễ Phật, lễ tạ mẹ Quan Âm. Nói là mẹ Quan Âm, đấy là nói theo dân gian. Còn chúng ta nói đúng theo nhà Phật là lễ Đức Quan Âm, lễ tạ này. Nó về thì chịu khó tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn. Có thể sáng tụng kinh Phổ Môn, tối tụng kinh Địa Tạng được. Trường hợp này thì Thầy khuyên như thế. Riêng trường hợp này thì khuyên như thế. Để hồi hướng cho con, lấy cái nước cho nó uống. Cũng để khuyên bảo con nó tận tình nữa. Thì dần dần Thầy nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Đấy. Cũng không phải đi cúng, đi bái ở đâu, đi chỉnh đồng mở phủ hay gì nữa cho nó tốn tiền đó. Không khỏi được đâu. Cốt là phải gì cho con nó vào đấy lễ đi đã. Sau đó về thì tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng. Khuyên con dạy bảo nó từ từ dần dần, nhẹ nhàng với các cháu nó đang cái lứa tuổi này này. Là nó khó này. Đấy, nếu mà được 17 tuổi thì nếu được khuyên được tới đây mà khóa tu mùa hè sáng tuần sau á. Có khóa tu mùa hè đợt 2 cho các cháu học cấp 3 này này. Nếu khuyên được nó lên thì thôi, nói nhỏ trong hội trường này mọi người bịt tai lại đặc cách cho trường hợp này. Nếu mà nó đi được thì lên đặc cách cho, xuống phòng thông tin cho đặc cách trường hợp này. Gieo duyên cho nó 5 ngày xem biết đâu là gì. Lại tốt được trở lại thì quý hóa biết bao. Một Phật tử nữa hỏi. Con chào Thầy ạ. Hôm nay con có một câu hỏi
cho chị gái con xin được hỏi thầy ạ. À, hỏi cho chị gái. Chị gái con sinh năm 1996. Chị con đã mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại là có một người cứ đến và bảo chị con đi thôi. Nhưng chị con bảo chưa làm xong việc, chưa đi được. Vậy là người kia bảo thế thôi, cho sống đến 30 tuổi, tức là còn 2 năm nữa ạ. Dạ thưa thầy, giờ chị con phải làm sao để hóa giải được điều này ạ? Con muốn cùng, dạ muốn, dạ cuối cùng con xin tri ân công đức lớn lao của thầy ạ. Không, thầy chả lớn lao gì đâu, bình thường thôi. À, trường hợp hỏi câu hỏi cho chị này chúng ta đều nghe cả rồi. Trường hợp này thầy khuyên rằng Phật tử này về khuyên chị nên sớm đi quy y Tam Bảo. Điều trước tiên đầu tiên là phải quy y Tam Bảo đã, để mình trở thành đệ tử tại gia của Đức gì? Đức Phật đã. Để có sự gia trì, có sự che chở, có sự giúp đỡ của Tam Bảo đã. Sau đó thì về nhất tâm mà gì? Chịu khó phóng sinh. Trường hợp này chịu khó phóng sinh nhé, và tụng kinh Địa Tạng cho thật nhiều. Thêm chỉ chú Đại Bi nữa. Mỗi thời tụng cho 3 biến hoặc 7 biến Đại Bi, một biến thập chú xong mới tụng vào thân kinh Địa Tạng. Thế trường hợp này nó cũng dính đến vấn đề tâm linh một chút xíu, oan gia trái chủ tiền khiên chút xíu, cho nên cần chỉ thêm Đại Bi thập chú và tụng kinh Địa Tạng thật nhiều để hồi hướng cho họ. Đặc biệt là mùng một ngày rằm nên phát nguyện là phóng sinh chút xíu, không cần nhiều, tùy theo điều kiện kinh tế, con cua, con cá, con ốc, con ếch nhỏ nhỏ cũng được, 50, 100 nghìn một lần là được rồi. Đấy, cũng phải thành tâm, phải thể hiện ra bằng cả cái hình tướng việc làm chân thật như thế, chứ không thể nói là tức tâm tức Phật được, không thể nói là Phật ở trong tâm được. Tất nhiên Phật ở trong tâm, nhưng mà Phật Bồ Tát á thì người ta tương ứng được, thánh tăng người ta tương ứng được Phật ở trong tâm. Còn chúng ta phàm phu tục tử tội lỗi ngập trời mà bảo tức tâm tức Phật mà chẳng chịu đoạn ác tu thiện, cứ miệng cứ nói là tâm ta là Phật, không cần phải đi chùa, không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần phải tụng kinh, không cần phải ngồi thiền, không cần phải trì trai giữ giới, không cần phải phóng sinh tu phúc, không cần phải hồi hướng sám hối oan gia trái chủ vân vân, thì đó chỉ là lời nói suông trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi. Nghiệp sẽ không tiêu được, tội sẽ không diệt được, và phúc sẽ không tăng thêm được, thì khổ vẫn hoàn khổ. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là đấy, phải tu nhân tích đức hành thiện nữa. Phật tử này ngay chiều nay về thì thỉnh lấy một quyển Tích Phúc Cải Mệnh mang về cho chị đọc. Mang quyển kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn về cho chị ấy tụng thường ngày. Và khuyên đọc kỹ, đọc đi đọc lại cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh lên mà gì? Để mà có, trước hết là có cái niềm tin vững vàng vào gì? Vào nhân quả, vào cái việc tu phúc thì sẽ được tăng phúc. Phóng sinh cứu vật giúp người thì sẽ được tăng thọ. Cho nên đấy, đọc theo cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đó thì để cho chị ấy hành theo, làm nhiều việc thiện. Việc thiện có những việc chỉ cần khởi tâm thôi là thành tựu rồi, chứ không phải cái gì cũng phải ra tướng, khởi tâm thiện là được. Chứ thấy người ta làm việc thiện mình tùy hỷ, mình vui mừng tùy hỷ theo, thế cũng có phúc rồi các quý vị. Thấy người ta có tiền, người ta gì cúng dường một pho tượng chẳng hạn, chúng ta sinh tâm vui mừng tùy hỷ, tán thán khen ngợi những việc thiện ấy,
Đó gọi là phúc do tùy hỷ mà sinh. Thấy người ta có tiền, người ta giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, người không nơi nương tựa. Chúng ta không có tiền, chúng ta vui mừng, chúng ta khen ngợi, chúng ta tán thán, chúng ta hoan hỉ những việc làm thiện đó của người khác, thì chúng ta cũng có phúc tùy hỷ ấy các quý vị. Cho nên đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hay là có những sách dịch là Làm Chủ Vận Mệnh ấy, thì nó cho ta một cái niềm tin vào luật nhân quả, cho ta những cái con đường đi đúng để đoạn ác tu thiện vậy. Đấy, trường hợp đấy khuyên như thế thì dần dần sẽ ổn thôi. Quy y Tam Bảo thì quy ở chùa nào ở gần dưới địa phương mình có đàn quy, quy cũng được. Không thì khoảng độ tầm gần tháng nữa thôi, đúng không? Tháng nữa, gần tháng nữa. Đến dịp rằm tháng 7 này có Pháp hội Vu Lan này, Pháp hội Trung Phong này, ngày cuối là có quy Tam Bảo. Bảo chị lên mà tham dự mà quy y. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con xin chào Thầy ạ. Con là Huyền Trang, khóa sinh khóa tu mùa hè đợt 1 chùa Khai Nguyên năm 2004 ạ. Con kính bạch Thầy, con có câu hỏi thắc mắc, mong được Thầy giải đáp giúp con ạ. Thầy cho con hỏi, tại sao lại gọi là quý sư ông, sư chú, sư cô, sư bác, chấm 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 ạ. À. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu hỏi rất là dễ thương của các em nhỏ vừa tham dự khóa tu lần thứ nhất năm 2024 của chùa Khai Nguyên. Cái khóa tu lần thứ nhất là dành cho các con học từ lớp 5 đến lớp 8. Cho nên chắc bé Huyền Trang này chắc cũng còn bé. Vì vậy thường lên thường nghe thấy gì? Nghe thấy các Phật tử, nghe thấy các bạn sinh viên, các anh, các chị. Và thường nghe nói là các quý sư ông, sư chú, sư cô, sư bác, vân vân. Thưa bé Huyền Trang và các Phật tử, sở dĩ gọi ở miền Bắc chúng ta gọi là sư ông hay là sư già. Ở miền Bắc chúng ta nhé, ở đặc biệt ở Hà Tây và Hà Nội chúng ta ngày xưa thường hay gọi là sư ông và sư già. Sư ông là gì? Và sư già là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, là trong hiến chương giáo hội là không có cái từ ấy, mà có cái từ gọi là đại đức và sư cô. Nhưng ở miền Bắc chúng ta là gọi quen rồi. Các vị mà mới thọ giới tỷ khiêu thì thường hay gọi là sư ông. Vị mới thọ giới tỷ khiêu ni thì thường hay gọi là sư già. Đấy. Mà trong hiến chương giáo hội thì gọi là đại đức. Tức là ngang là tức là chức của sư ông đó. Còn sư cô tức là chức của gọi là sư già đó. Là vì gì? Tránh cái từ thầy á, thì thường là gọi cho sư phụ là gì? Nếu sư phụ mà chưa lên hòa thượng, chưa lên thượng tọa thì hay gọi là gì? Hay gọi là đại đức hoặc gọi là thầy, để tránh gì? Thầy trò. Nó gọi là có cái phân cấp cho nó, có cái thứ lớp. Chứ còn giới thể thì như nhau, nhưng để phân có thứ lớp để cho các Phật tử và nhân dân ra chùa gì không gọi tất cả cùng chung là đại đức. Cho nên cái từ đại đức là gọi cho thầy, cho sư phụ, cho cái người trụ trì, người lớn nhất, cái người thầy lớn nhất ở trong chùa đó. Còn các vị mới đi thọ giới đến thì các vãi, các già, các vãi, các cụ, các Phật tử và nhân dân thường gọi là gì? Sư ông. Ý như là cùng là sư tăng, cùng là 250 giới tỷ khiêu, nhưng mà gì? Nhỏ hơn một tí vì thọ giới sau, hiểu chưa? Đấy, để gọi như thế. Còn sư già thì đối với sư cô hay đối với sư thầy, là bên ni thì thường gọi là thầy, là cái từ phổ thông chúng ta gọi là thầy, để gọi chỉ cho gì? Đấy, sư già có nghĩa là dưới sư cụ hay dưới sư thầy một bậc. Đại khái là chỉ cho như thế, nhưng thực tế là cũng 348 giới như nhau cả. Gọi là nếu chưa lên ni sư thì cũng gọi là sư cô thì như nhau hết. Hiến chương giáo hội quy định là như nhau, nhưng mà gọi như thế. Còn sư bác là gì? Sư bác là chỉ cho những vị đã thọ 10 giới, tăng thì thọ 10 giới, sa di tăng, gọi sư bác bên tăng.
Ni thì gọi là sư bác, cũng là sư bác bên Ni, cũng thọ 10 giới của bên Ni, gọi là sư bác. Còn sư chú là gì? Sư chú có nghĩa là mới cạo tóc, chưa thọ 10 giới, chưa lên sư bác, chưa làm sa di, sa di ni thì gọi là sư chú, tức là mới cạo tóc gọi là sư chú. Đấy, cũng giải thích như thế để cho bé Huyền Trang và các bé hiểu được. Cho nên còn sư phụ thì thường các bạn hay gọi là sư phụ hay là gọi là gì? Như các cụ, các Phật tử thì thường ra tôn trọng thầy, thường hay gọi là gì? Cụ, cụ Đạo Thinh. Mới có 50 tuổi người ta gọi cụ lâu lắm rồi. Vì sao? Không chỉ các Phật tử gọi đâu mà trong giáo hội nhiều thầy, nhiều cụ thường tọa, nhiều thầy lớn hơn chúng tôi phải đến hàng chục tuổi đạo, cứ gọi là cụ Thịnh đâu. Thế mình bảo không, bạch thầy, thầy gọi thế con tổn phúc chết. Và không, thầy xứng đáng gọi là cụ. Khổ, là xứng đáng cái gì đâu, chả làm được cái gì cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đạo, cho đời cả. Mình thấy một ngày tu tập giấy lèng phà lèng phèng ngày ba bữa cơm còn gì, còn cảm thấy chưa xứng. Các thầy gọi là cụ thì xấu hổ lắm. Các Phật tử gọi là cụ ấy là vì các Phật tử muốn phân biệt giữa gì, giữa các đại đức, các sư ông, các đệ tử của thầy á. Ví dụ sư ông Tâm, sư ông Hạnh, sư ông Bảo chẳng hạn, đi tu cũng phải 20 năm nay rồi. Đấy, cũng phải đến 18-20 năm nay đấy. Thọ giới tỷ khiêu cũng phải đến 14-15 năm nay rồi. Đấy, tức là cũng rất là lớn rồi đấy. Lâu rồi chứ không phải không. Cho nên thì không thể các Phật tử do gì? Do tôn trọng các sư ông, do tôn trọng thầy. Cho nên không muốn gọi là cá mè một lứa là gì, là sư ông hết được, hay là đại đức hết được. Cho nên các vị gì? Gọi thầy là gì? Là cụ. Còn gọi các sư ông là gì? Là sư ông hay là đại đức hay là thầy. Đấy, đấy là cái cách xưng hô, cái văn hóa ở phía Bắc chúng ta. Văn hóa Việt Nam như ở phía Bắc chúng ta thì thường gọi như thế. Nhưng còn ở trong miền Trung như trong Huế nhé, gọi là ôm. Ôm tức là ông đó, tức là gì? Phải các hòa thượng lớn. Các hòa thượng lớn 70-80 tuổi mới được gọi là gì? 70-80 tuổi đời và 40-50 tuổi đạo mới gọi là ôm. Tức là gì? Rất lớn. Như mình gọi là gì? Gọi là hòa thượng, gọi là đại lão hòa thượng. Đấy. Nhưng mà miền Bắc chúng ta khi ông ấy, sư ông ấy thì có nghĩa là gì? Mới thọ giới thôi. Đấy, cũng có phân cho từng vùng miền, văn hóa vùng miền mà. Còn nói thêm như vậy chúng ta biết được. Đấy, cũng giải thích thêm một chút xíu để cho bé Huyền Trang biết được. Hỏi câu rất đáng yêu, rất thiết thực. Không biết thì hỏi có gì đâu. Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con quê ở Hải Dương, kính bạch thầy, hoan hỷ chỉ dạy gia đình con một việc ạ. Vợ chồng con trai đầu, vợ chồng con trai con đều là Phật tử, nay ở chung cư Hà Nội. Các con đều có tâm Phật nên có thỉnh ba pho tượng nhỏ, tượng A Di Đà, tượng Quán Âm, tượng Địa Tạng cùng cúng ở trên bàn thờ nhỏ, thờ các ngài ngự. Chung cư chỉ có một phòng khách nhỏ là nơi thờ thổ công gia tiên, bàn thờ Phật. Khách ra vào, các cháu nhỏ chạy nhảy tinh nghịch. Bàn thờ Phật, các cháu chỉ thờ ngài hoa, tức là chỉ có hoa thôi, vân vân. Phòng khách là nơi chung như vậy, vân vân. Con kính thỉnh thầy, thờ các ngài như vậy có đúng lý, đúng pháp và có lỗi không ạ? Hiện nay con trai của con đang bị ốm, kính bạch thầy chỉ dạy cho chúng con ạ. Con thành kính tri ân công đức của thầy ạ. Chúng con kính chúc thầy có nhiều sức khỏe, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy luôn mạnh khỏe, an lạc để dẫn dắt chỉ giáo hàng Phật tử chúng con tu tập đến bờ giải thoát ạ. Khéo thế. Phật tử ở Hải Dương nhưng mà có con ở trên Hà Nội đang ở chung cư. Con cũng có tâm với Phật, có thỉnh ba to pho tượng Phật nhỏ nhỏ, A Di Đà, Quán Âm, Địa Tạng về thờ trên ban thờ chung với cả thần linh gia tiên. Ở chung cư thì
Tất nhiên là ở chung cư nó không được như ở nhà mặt đất hay ở nhà riêng rồi. Vì chung cư mà chung cư cao cấp á, nó mấy trăm mét á, thì không nói làm gì. Chung cư khoảng độ 70-80 mét vuông, 100 mét vuông mà cả nhà ở thì thường là có một phòng khách, một hoặc hai phòng ngủ, một phòng bếp. Như thế cũng là rộng rồi. Thì thường là phòng khách ở chung cư thì thờ chung tất tật tật luôn, một cái ban thờ treo thôi. Hoặc cái ban thờ có chân nho nhỏ thờ tất cả lên luôn đó. Phật tử này hỏi là thờ như thế thì có được không? Có đúng pháp không? Có phải tội không? Vì thờ như thế là trong phòng khách đó chung tất cả các cháu nó chạy nhảy tung tăng tinh nghịch qua lại như thế. Có được không? Được. Không sao cả. Xin thưa các quý vị, cách đây mấy năm tôi nghe thấy một vị sư, một vị thượng tọa lên trên bục giảng, giảng thuyết cho các Phật tử, nói rằng các Phật tử không được ở chung cư không được thờ Phật. Vì thờ Phật như thế là phạm tội. Vì mình ở tầng dưới thì thờ Phật ở tầng dưới, người ở tầng trên thì đè lên trên đầu trên cổ Phật, như thế là phải tội, không được thờ. Xin thưa các quý vị, như thế là nói như thế là sai với pháp. Nói như thế là sai với luật. Nói như thế là sai với giáo lý của Đức Thế Tôn. Trong luật tạng nói là chẳng được mình ở dưới thờ, chẳng được thờ Phật ở dưới mà mình ở trên. Đó là sao? Đó là nhà của riêng một mình, cá nhân mình ấy. Ví dụ nhà mình có hai tầng chẳng hạn, thì cái tầng trên nó trang nghiêm đẹp đẽ mà mình gì, mình không thờ, mình thì mình ở cho nó sướng. Các mình thờ Phật, thờ thần linh gia tiên ở dưới ấy, đấy nó lại chuyện khác. Còn ở đây là ở chung cư, tuy rằng tầng trên tầng dưới, nhưng mà nhà nào nhà ấy, nhà nào có sổ đỏ quyền sử dụng căn chung cư, căn hộ của nhà ấy. Trong thế giới của chúng ta nói thế này thôi, thế giới chúng ta như thế này, ở giữa hư không đấy các quý vị. Trên thượng phương có biết bao nhiêu cõi Phật, bao nhiêu cõi gì, cõi phàm, cõi thánh, cõi thần tiên ở trên đó. Xin lỗi các vị, họ ở trên kia thì chúng ta bảo ở thế giới này không được thờ à? Thì thế giới ở ban trên thì không bảo là cái gì đó, ở trên đầu trên cổ chúng ta. Nói thế là xạo, nói thế là gì? Sai với nhân quả. Còn trong giới luật tỷ khiêu chúng tôi nói rằng mình không được khởi cái tâm là gì? Buông lung cái tâm gọi là coi thường cái tâm hưởng thụ. Mà ví dụ nhà có hai tầng, tầng trên đẹp đẽ, thoáng đãng, cao sang, mà mình để mình ở tầng dưới ẩm thấp và u tối và ấy, thì mình lại để thờ Phật, thờ thần linh gia tiên thì không được. Như thế gọi là cái tội, gọi là phạm cái tội gọi là bất kính, thì không nên. Còn này là mình ở chung cư nó khác, có thế nào thì mình thành tâm như thế, không sao cả. Cho nên trường hợp gia đình Phật tử này cứ nói với con cái là thờ như thế được rồi, không phải lo. Nay lên hỏi thầy thì trả lời thờ thế là tốt rồi, rất tốt rồi. Cứ thế mà gì, mà nhất tâm thế. Còn ốm đau thì chúng ta biết mà, người ta ở biệt thự, ở nhà lầu, ở biệt thự người ta cũng vẫn ốm, vẫn bệnh và vẫn chết như thường mà. Cái già, cái bệnh, cái chết có phải là cứ chúng ta ở chung cư mà chúng ta thờ Phật, thờ gia tiên như thế mới bị bệnh, bị ốm, bị chết đâu. Đấy. Cho nên bệnh thì đi khám bác sĩ, đi chữa. Ai chẳng có bệnh, các thầy ở trong chùa đấy nè, hầu Phật tụng kinh suốt ngày mà cũng có lúc gì? Cũng có lúc ốm, lúc bệnh, lúc phải đi viện mà. Đức Phật nói có thân thì là có gì? Có bệnh. Cái thân tứ đại, ngũ uẩn thất đại này thì đương nhiên có sinh thì phải có già, có bệnh và có gì? Có chết. Cho nên không phải nghe ai đó mà bảo là sự lo lắng và bảo là do thờ trong chung cư thờ Phật như thế mà bị sinh bệnh như biết, không không phải lo cái đấy. Ai nói như thế là gì? Là sai. Mà cũng không phải suy nghĩ về cái điều đó. Nhất tâm rồi thì cứ thế mà thờ mà phụng. Còn nếu bệnh tật thì đi khám bác sĩ. Nếu mà bệnh mà
ca bệnh u gì đó hay là bệnh gì đó thì có thể liên lúc nay ra về để lấy cái thuốc củ bạc hà với lá đu đủ về cho con nó uống 1-2-3 tháng xem thế nào. Vì mấy hôm nay hôm qua thì ngồi đấy thì hỏi là gì? Phải có đến mấy chục ca trong vòng khoảng độ 2-3 tháng nay, phải có đến mấy chục ca ung thư nặng, có thể đến giai đoạn cuối, có mấy ca bác sĩ trả về rồi á, uống có 3 tháng, 2 tháng, 3 tháng là khỏi hết sạch luôn, là khỏe mạnh bình thường, đi làm bình thường nhưng không có bệnh gì luôn, khỏi hẳn luôn. Nhưng đặc biệt cái người mà bệnh khỏi, báo cáo khỏi thì là ăn chay trường. Có nghĩa là trong lúc uống thuốc là phải gì? Ăn chay trường để chữa bệnh, và là phải tụng kinh và niệm Phật nữa. Nếu không tụng kinh được phải niệm Phật. Có nghĩa là mình gọi là chữa cả gì ạ? Gọi là cả tâm linh, cả uống thuốc, kết hợp gọi là gì? Đông Tây Y là cùng gì? Cùng chữa đấy. Đấy. Đặc biệt những căn bệnh ung thư. Các vị cứ nghĩ mà xem, càng tầm bổ thì càng nhanh gì? Nhanh đi. Những người bệnh ung thư mà ung thư ác á, càng tầm bổ, càng uống sâm, càng uống những tiêm những cái loại thuốc bổ, ăn những cái loại gì? Cái loại sơn hào hải vị tốt á, thì gì? Càng mau di căn và càng mau gì? Càng mau ra đi. Mà lúc trước khi ra đi á, thì đau đớn vô cùng. Nhưng còn người cũng bị bệnh như vậy, họ ăn chay. Thì bệnh nó gì? Nó phát triển chậm hơn. Sống thì kéo tuổi thọ là kéo dài hơn. Cùng căn bệnh như nhau. Nhưng người càng tầm bổ thì càng nhanh gì? Nhanh đi. Cái đấy là theo báo cáo của các nhà khoa học đấy nhé. Tôi ngồi với mấy bác sĩ mà chuyên về gì? Bệnh u biếu trung ương, các bác sĩ ngày Tết hay lên lễ cũng nói. Cho nên cái đấy là cái gì? Bị bệnh ung thư thì không nên ăn gì? Không nên ăn cái đồ béo, đồ bổ nhiều quá. Tất nhiên ăn để giữ đủ sức khỏe thôi, để chữa bệnh thôi. Thế còn từ tháng 8, tháng 9 năm ngoái mà nhiều ca bệnh ung thư mà họ xin cái củ bạc hà về họ uống, và đặc biệt là họ ăn chay được á, và họ tụng kinh lễ Phật, niệm Phật được nữa, thì những người đó là chuyển bệnh rất là nhanh, rất là nhiều. Không chỉ bệnh ung thư mà rất nhiều ca bệnh khác nữa, như bệnh thấp khớp nào, rồi bệnh tim mạch, bệnh huyết áp, rồi đủ các loại bệnh. Bệnh gút, bệnh đặc biệt là bệnh trĩ. Bệnh trĩ thì nhiều người khỏi lắm, gần như 10 người uống thì 8-9 người khỏi, mà khỏi hẳn luôn. Tất nhiên vài tháng sau thì khỏi rồi thì khoảng 3 hoặc 6 tháng sau chúng ta lại uống cho khoảng 1-2 tháng như đấy. Uống đêm nó vào cho gì, cho nó tiệt hẳn đi, khỏi hẳn đi. Thì ai mà uống khỏi rồi thì chúng ta cũng vẫn phải giữ. Chứ không phải khỏi rồi mà cái chúng ta gì lại ăn uống linh đình đốt phúc của mình thì nó bị tái lại thì khó chữa đấy. Cho nên khỏi rồi vẫn phải tu nhân tích đức hành thiện, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để cho nó tăng phúc, tăng duyên, tăng thọ lên. Đó. Và thỉnh thoảng khoảng vài tháng sau lại uống cho 1-2 tháng để cho gì, cho nó thanh lọc cơ thể, vì cái đó nó thanh lọc cơ thể rất tốt. Mà lúc thanh lọc cơ thể thì chúng ta không uống tươi, chúng ta uống khô cũng được. Uống khô cũng được. Và qua mấy thầy ở trong miền trong người ta phát hiện ra uống khô, lúc mà khỏi bệnh rồi mà chúng ta uống để duy trì á, thì chúng ta uống khô nó dễ uống hơn, dễ đun hơn. Đó. Nhưng mà uống khô thì chúng ta phải phơi, phải sấy được, nó cũng lâu lắm. Cái đấy thì mà chúng ta để dành được lâu hơn. Đấy, thì cái đấy thì cũng nói thêm như vậy. Trường hợp này thì nếu con nó bệnh gì đó có thể lấy thuốc về cho con uống 2-3 tháng xem, biết đâu lại khỏi. Vừa qua có trường hợp là mẹ của một bác sĩ bệnh viện lớn của trung ương thì con bó tay mà mẹ lên đây lấy thuốc về uống có hơn 2 tháng khỏi hết sạch luôn. Con gái của một bác làm cán bộ rất cao trong chính phủ, truyền đến 10 mấy lần truyền xạ trị rồi mà yếu đến nỗi là gì,
chắc cái cô ấy cảm nhận là chắc mình chuẩn bị đi rồi. Thế mà nghe người ta nói, nghe thế thầy giảng ở trên mạng, thế là hỏi những người khác, nên là đưa lên xin về uống có cũng hơn 2 tháng, 3 tháng thì khỏi hẳn luôn, không còn một chút gì nữa. Mà cô này đã di căn đến cái mức là gì? Di căn đến cái mức mà nó bị phá hoại hết, gần như là ở trong nội tạng có cái gì nó di căn thành cái đấy rồi. Mà nó di căn lên hết người, nó nổi phồng hết cả người lên rồi. Thế mà uống có hơn 2 tháng, 3 tháng mà khỏi sạch sành sanh. Đi khám bác sĩ chỉ số máu nó về gì? Bình thường như người bình thường. Cô lên cô cứ khóc, cô sướng, nhưng mà nhất định không cho tên bố là gì, vì bố đang làm to cho nên bố không cho được lên kể Phật Pháp nhiệm màu, vì sợ ảnh hưởng gì đến uy tín của bố. Khổ thân vì cái danh. Vì cái danh. Vì cái danh đấy các quý vị. Vì cái danh là của bố, nhất định không cho con được kể tên, không được kể tên bố đang làm gì, mà chỉ biết là bố đang làm rất to ở chính phủ thôi. Vì cái danh là bác sĩ, cho nên mẹ đã gì đến giai đoạn cuối không chữa được nữa, mẹ đi lên nhà chùa xin thuốc uống có 2-3 tháng khỏi, nhất định không cho mẹ được kể tên và được lên chia sẻ trên Phật Pháp nhiệm màu. Vì sao? Vì con trai của mẹ đang làm bác sĩ. Khổ. Đấy, chúng ta thấy không? Ở xã hội đôi khi cái danh á, nó vượt cao, vượt xa lên gì? Cái đức. Vượt cao, vượt xa lên gì? Cái uy tín và cái lòng tri ân và báo ân của họ. Xin thưa các quý vị, mẹ mình đối trước cửa tử mà chỉ có mấy thang thuốc thôi, chẳng mất một đồng nào mà khỏe mạnh trở lại bình thường. Xin thưa các quý vị, đối với các quý vị thầy không biết thế nào, nhưng đối với thầy, nếu thầy mà như thế bảo thầy lên thầy gì, thầy lễ sống, lễ cả gì 100 ngày, cứ sáng ăn xong rồi ra để lễ, thì thầy cũng sẵn sàng lễ. Lễ để làm gì? Để tri ân, để báo ân đã cứu sống mẹ tôi. Nhờ có các quý vị mà mẹ tôi được gì? Tôi được nhìn thấy mẹ tôi hàng ngày trong cuộc sống này. Đấy. Thế nhưng mà vì cái danh người ta sẵn sàng gì? Cấm không cho mẹ được. Được nói, được chia sẻ bất cứ cái gì liên quan đến gì? Đến bệnh tật của mẹ, đến con, vì con đang làm bác sĩ, làm công chức nhà nước. Đấy là con đối với mẹ. Còn bố đối với gì với con? Nhất định cũng không cho con là gì? Nói ra là con của bố, vì bố đang làm rất to ở chính phủ. Nhất định không cho nói. Sợ ảnh hưởng đến uy tín và đến gì? Đến danh vọng, đến con đường phát triển, đến con đường công danh sự nghiệp của bố. Là có đứa con như thế mà không cứu được nó. Xin thưa các quý vị, nếu cứu được thì người ta đã cứu rồi. Đi nước trong nước ngoài, đi cả nước ngoài, đi cả trong nước chữa không biết bao nhiêu tiền rồi. Một lần xạ trị nó hơn 100 triệu các quý vị. Nhà nghèo chúng ta thì bó tay. Nếu mà đi nước ngoài thì còn mất tiền ăn, tiền uống, tiền vé máy bay, tiền ngủ nghỉ ở ngoài, đi nước ngoài để một lần xạ trị như vậy ở nước ngoài thì nó phải tốn đến vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Nếu đi Nhật thì phải hàng tỷ đồng, đi sinh phải đến hàng tỷ đồng một lần đi. Người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để chữa bệnh cho con. Nhưng một cái lời cảm ơn chân thành, người ta nhất định không gì? Không làm. Không cho chia sẻ luôn. Chỉ ghi vào đó họ tên, không ghi địa chỉ. Không biết cái trường hợp đó hình như có số điện thoại thì phải. Thì các vị ở ngoài đó hỏi thầy có muốn gọi không? Bảo không. Thầy gọi làm cái gì? Thầy có cầu mong cái gì nơi họ đâu mà thầy phải gọi. Thầy có mong họ đến để trả ơn Phật, ơn Tổ, ơn thầy cái gì đâu mà thầy phải gọi. Còn tùy họ thôi. Họ là một con người thì họ phải tự biết suy nghĩ thôi. Mình cần gì đâu.
Cho nên ở trên đời chúng ta thấy có những con người, người ta gì, đặt nặng cái danh lắm, mà cái ân cái nghĩa thì họ lại gì, chà đạp bỏ xuống dưới đất, dưới bùn, bỏ vào trong sọt rác một cách là gì, không phải suy nghĩ gì cả. Cho nên mong với các Phật tử là chúng ta đừng sống ở trên đời, chúng ta đừng vì cái danh, cái lợi, đừng vì cái gì nó hư huyễn mà đánh mất đi cái tấm lòng chân thật vốn có ở trong mỗi con người chúng ta. Đó chính là gì? Đó chính là tâm từ bi, hỷ xả vô ngã vị tha. Đó chính là cái tâm tri ân và báo ân của mười phương ba đời chư Phật vậy. Chúng ta học làm người tốt, người có ơn biết báo, có oán biết xả thì mới quý, mới khó. Chứ còn có ơn không biết báo, có oán thì gì? Thì đòi thì cái đấy thì dễ lắm. Rất thuận theo gì? Theo dòng chảy của thế gian. Chứ còn đây chúng ta là người Phật tử, những người con Phật học Phật cơ mà. Có ân biết báo, có oán biết xả. Nhớ nhé, có oán mà xả được, buông được thì đây mới là người, người tu thật sự. Còn ở ngoài đời là có oán thì phải gì? Phải đòi. Quân tử 10 năm báo thù chưa? Chưa muộn. Đấy là ở ngoài gì? Ngoài đời, ngoài xã hội như thế. Đấy. Cho nên qua đây thì cũng qua câu hỏi Phật tử này thì cũng hướng dẫn và nói thêm cho thôi. Con cái nó có bệnh thì cho đi bác sĩ xem, nếu bệnh gì mà nó nặng nặng có thể thì thỉnh thuốc về để cái củ bạc hà nó đơn giản thôi, uống thử xem thế nào. Vì trong đây cũng khá nhiều người uống nó chuyển bệnh. Có những người khỏi bệnh hẳn, có những người chuyển bệnh đỡ 80-90%. Chả phải mất đồng nào mà đỡ được 80-90% là tốt rồi. Đặc biệt người bệnh khớp, bệnh gút vân vân gì đó mà đỡ được 70-80% là tốt quá gì nữa. Thử test xem đã. Test lại ở trong đây, ở trong hội trường đây chắc phải nay là tầm 2.000 người, hơn 2.000 người. Có ai đã uống thời gian qua uống thuốc, uống của bạc hà mà khỏi hẳn bệnh chứ nào? Bệnh gì cũng được. Khỏi hẳn rồi thì giơ tay cao lên thầy xem nào. Bệnh gì cũng được. Có không? Góc kia có 1, 2, 3, giơ cao lên rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bên này chắc phải 20-30 người. Ở bên này cũng khá nhiều. Chắc ở trong này cũng phải hàng trăm người khỏi hẳn bệnh. Còn bệnh gì ở đây thì thôi thầy không tiện hỏi đây. Người đỡ khoảng 50% trở lên xem nào. Còn đỡ 50% trở lên giơ cao tay vẫy vẫy thì xem nào. Ồ, khá nhiều người. Khá nhiều người đỡ khoảng 50% trở lên. Thôi cảm ơn các Phật tử. Thôi chịu khó uống đến 1 tháng, 2 tháng nữa để cho nó khỏi hẳn nhé. A-di-đà Phật. Cầu Phật cũng gia hộ cho các vị chịu khó vừa ăn chay, vừa tụng kinh, vừa uống thuốc, vừa niệm Phật, vừa sám hối. Uống thuốc thì mong rằng các vị sẽ mau khỏi bệnh. Già 80 tuổi thì cố gắng sống thêm 80 tuổi nữa để cho con, cho cháu nó vui. Sống 50 tuổi thì sống thêm gì 100 tuổi nữa để cho gì con cháu chắt nó gì chút chít ra nó vui.